Đây là cảm xúc vỡ òa khi cô dâu người Việt Nam được giải cứu ngay tại đất Trung Quốc. Và hành trình giải cứu cô dâu này mình đã đắn đo và suy nghĩ suốt 2 tháng qua. Hiện tại thì anh cách chỗ em khoảng 10 cây số thôi. Tuyết rơi, sông đóng băng. Và đã có khoảng 1 tuần căng thẳng tại đất Trung Quốc. Và cuối cùng hành trình ấy cũng đã được thành công. Nước mắt, nguy hiểm và nhiều điều bất ngờ. Mời mọi người cùng theo dõi video này. Hôm nay anh từ Bắc Kinh không thể nào chạy xuống em nổi. Anh chưa ăn tối nè, bây giờ là chưa ăn gì được luôn nè. Ý anh. Ừ, anh vừa đang thiếu ngủ đêm qua giờ không ngủ được rồi. Mà dạ, hồi em thì cũng thiếu nào ngủ, thiếu ăn trầm trọng lắm. Hồi đêm hôm em nghe anh nói em rất là mừng, em không dám chợp mắt. Với lại nó mới lục giấy tờ của em sợ lắm, em không dám ngủ luôn. Hiện tại thì Phong đang có mặt tại thủ đô Hà Nội và chỉ còn ít phút nữa thôi thì sẽ thực hiện một cái chuyến bay sang thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Và cái hành trình lần này khác biệt so với những cái hành trình khác là sẽ đưa một cô gái Việt Nam bị bán sang Trung Quốc. Và trong suốt một tháng qua, Phong Bụi đã nỗ lực liên hệ rất là nhiều nguồn thông tin để hỗ trợ đưa thiếu nữ này trở về. Và hy vọng rằng ở trong cái hành trình chiều nay có mặt tại Trung Quốc á, có kịp thời đưa cô gái ấy ra khỏi căn nhà mà nơi đang giam giữ suốt mấy tháng trời. Và ngay lúc này thì các cái thủ tục giấy tờ để sang Trung Quốc của Phong đã hoàn thiện. Sau khi tìm đến cái chỗ ở của cô gái này thì tụi mình sẽ có một kế hoạch giải vây và đưa cô gái ấy trở về lại Việt Nam. Và mời mọi người tiếp tục theo dõi cái hành trình đó. Và bây giờ thì mình sẽ gọi điện thoại trực tiếp để hỏi thăm thử tình hình sức khỏe cũng như tinh thần bên đó như thế nào nha. Có những lúc thì tụi mình cũng rất căng thẳng về cái việc đó là không liên lạc được cái cô gái bị bán, và thậm chí có những lúc á, bị đánh đập hoặc là bị giữ đi rất là nhiều giấy tờ. Cùng với đó thì tụi mình cũng đang nỗ lực liên hệ cơ quan hữu trách tại Việt Nam, tại Trung Quốc để làm các thủ tục một cách nhanh chóng nhất để đưa thiếu nữ này trở về Việt Nam. Chỉ còn khoảng vài phút nữa thôi thì mình sẽ thực hiện xong cái chuyến bay. Nhưng mà trước mắt thì mình sẽ gọi điện thoại nói chuyện với cái cô gái này để mọi người hiểu rõ hơn câu chuyện một cách toàn diện hơn nha. Alo. Ừ. Em nghe anh nói chuyện rõ không? Dạ rõ. Bây giờ như thế này nè, anh sẽ bay sang Trung Quốc và có mặt ở bên Trung Quốc khoảng chiều nay thôi. Cho nên là tình hình em bên đó thì cố gắng giữ bình tĩnh với lại hỗ trợ anh bằng cách là cho anh cái vị trí chỗ em ở nha. Dạ. Bây giờ sức khỏe cũng như là tinh thần em như thế nào rồi? Dạ, em vừa lo sợ mừng lắm. Anh thì hổm giờ thì chưa có điều kiện để hỏi rõ hơn cái câu chuyện của em. Bây giờ anh đang làm thủ tục á, cho nên anh còn có một chút thời gian. Em có thể kể sơ qua là vì sao em sang Trung Quốc và cái cuộc sống của em bên đó như thế nào được không? Dạ, lúc đó là em đi làm, em gặp người ta giới thiệu và nói đi qua đi làm gì đó. Đi làm rồi em thấy tại nhà khổ, lúc đó ba em bệnh nặng quá. Rồi cái em mới đi. Rồi cái người ta nói đi á là phải có người bảo lãnh. Rồi kêu em á là làm tài giấy độc thân này nọ nữa đó. Rồi em mới làm đưa cho người ta. Rồi cuối cùng đi qua đây thì người ta mới nói là gả cho em vô bên đây. Khi mà em biết là em bị gả bán qua đó thì lúc đó em có ý định như thế nào không? Dạ, em nghĩ cuộc sống ở đâu thì cũng vậy. Em nghĩ là vậy. Nhưng mà không ngờ không phải vậy. Ở đây là người ta bắt em sanh này đó. Nhưng mà em sanh không có được. Em bị bệnh nữa. Nên không có đẻ được. Còn người ta không có ấy này kia. Còn người ta không có cho em ăn cái gì chứ. Họ ép em là phải đẻ con cho họ. Dạ đúng rồi. Và em không làm điều đó thì họ có làm gì với em không? Dạ thì họ cứ nhốt em trong phòng, ăn uống thì không có ăn gì chứ. Chỉ là ăn cơm trắng này đó thôi. Như thế này nè em, anh sẽ cố gắng đến Bắc Kinh và anh sẽ phải đi di chuyển xuống em 4 tiếng đồng hồ. Từ thủ đô mà xuống em là ở vùng nông thôn á. Cách xa ở thủ đô thì khoảng gần 500 cây số.
cho nên anh sẽ cố gắng sớm nhất. Khi mà anh đến á, thì em hãy bỏ hết mọi thứ, vứt hết toàn bộ quần áo đi, coi như là tìm cách để ra khỏi nhà. Anh sẽ có xe đậu đón cho em, được không? Ở bên đó thì nhưng mà bây giờ đó em sợ là có người ta ở nhà. Thì tùy cơ ứng biến thôi. Nếu mà có người ta ở nhà thì em cứ cố gắng ngủ nơi đi. Sáng hôm sau giờ nào mà ấy thì nhắn anh liền. Anh chạy qua 50 phút anh sẽ ở gần đó. Nhưng giờ này là nó ngủ rất là mê. Tại vì nó thức khuya lắm. Rồi là em tranh được cái nó mới điện thoại với nhau á. Là nó nói là chừng nào anh có mặt ở gần nhà em thì anh sẽ trao đổi với em thêm, cái đó thì tính sau. Còn bây giờ trong em bị giam giữ bên đó, tính thì bây giờ là bao lâu rồi? Dạ 4 tháng mấy. 4 tháng mấy là cái giai đoạn nào mà em thấy kinh khủng nhất? Thì còn hôm trước Tết đó em chưa liên lạc với anh đó. Rồi nó bỏ đói em hôm nay luôn đó. Và em có bị đánh đập không? Đánh thì nó không có đánh, tại vì nó chỉ nói chung là nó chỉ lợi dụng cái kia thôi á. Nói gì anh hiểu không? Ừ, có nghĩa là nó bạo hành em cái chuyện kia đúng không? Dạ đúng rồi. Những khi mà họ bạo hành em cái chuyện kia thì em có phản ứng lại không? Dạ, tại vì em chống cự không lại. Thôi cố gắng, chỉ còn có 1-2 đêm nữa là mình gặp nhau rồi nha. Đưa về tới Việt Nam rồi. Khi mà em đi như vậy ba mẹ biết không? Dạ ba mẹ chỉ biết là để em đi làm thôi. Hôm nay không có đi làm, mẹ em biết lo. Em qua đó thì em tốn bao nhiêu tiền cho gia đình mình và họ có chi trả khoản tiền nào cho nhà mình không? Nó nói là nó cho em mượn. Anh nghe chưa rõ? Lúc là nó cho em, nó là cho ứng trước mấy tháng. Tại vì nó bên đây là làm có mấy chục triệu tháng. Còn nó cho em ứng gia đình em là 100 triệu. 100 triệu? Rồi thì em... Dạ. Anh nghe nói là như là mẹ hay ba em ai là người bệnh rất là nặng và phải giấu hết toàn bộ cái chuyện anh bị. Là ai? Dạ đúng rồi, là ba em. Bây giờ ba em yếu lắm, chỉ là nằm đó thôi. Tại vì đi nó rất là mệt, rồi sợ té. Hai con mắt bây giờ nó thấy mà mở, nó nhỏ lắm, không có mở bự được. Ba em đang rất là yếu và ba em không biết chuyện đó. Dạ. Vậy thì mẹ biết không? Dạ không, mẹ em cũng không biết luôn. Tại vì mẹ em đang lo gầu. Ba em còn lo chứ em bên đây nữa. Em đâu muốn nói đâu, chỉ có anh à em biết thôi. Thôi thì cứ... cố gắng về cùng với anh sẽ đưa tới tận nhà em. Rồi tới đó thì nói cho ba mẹ hiểu con đã trải qua những cái gì đó. Và may mắn con về nha. Dạ. Anh mới hôm qua anh xong thủ tục làm đặt vé máy bay bay gấp á. Ok nha. Dạ. Em biết ơn anh nhiều. Có điều gì nói nhắn nhủ với anh không? Dạ có, là em biết ơn anh nhiều lắm. Em cảm ơn anh nhiều lắm luôn. Thôi có gì gặp nhau rồi nói chuyện nha. Tạm biệt em. Thiệt ra thì bạn này á bị giam giữ ở bên kia khoảng 4 tháng nay và đang có một cái ý định là người chồng á, người mà mua bạn đó giá 100 triệu á, tiếp tục bán cho một cái gia đình khác vì bạn này không có khả năng sinh con cho họ. Nếu mà sang cái gia đình khác của một cái vùng gia đình người Trung Quốc, vùng nông thôn thì bạn này sẽ phải làm 3 việc. Vừa làm người giúp việc chăm sóc nấu nướng cho gia đình, vừa phải chăm sóc cho người cha, tức là người mà lớn tuổi á, vừa cũng có thể là người phụ nữ sẽ phải ngủ chung với hai anh em trong nhà. Ở các vùng nông thôn thì người đàn ông nông thôn ở Trung Quốc á, có những cái gia đình họ rất là nghèo và họ không có khả năng làm hôn nhân cưới vợ ở Trung Quốc, cho nên là họ đành cái việc đó là kiếm những người vợ nước ngoài như ở các cái nước kém phát triển hoặc nước đang phát triển như Việt Nam, ở Sri Lanka để làm vợ. Và từ đó thì xảy ra cái tình trạng mọi người sẽ thấy là rất là nhiều cô gái người Việt bị bán sang các vùng nông thôn Trung Quốc, sống cuộc sống rất là khó khăn. Thì chắc có lẽ ở đây thì chút nữa mình sang Trung Quốc thì mình sẽ cho mọi người cái góc nhìn toàn cảnh hơn ở những cái vùng nông thôn. Tuy nhiên thì mặt trái ngược ở các cái vùng đô thị lớn thì lại là một sự phát triển thần tốc khác biệt
và cảm ơn mọi người. Mình sẽ bắt đầu cái hành trình từ Việt Nam sang Trung Quốc. Sau hơn 3 giờ đồng hồ bay từ thủ đô Hà Nội đến thủ đô Bắc Kinh thì bây giờ Phong cũng đã có mặt tại sân bay Bắc Kinh rồi. Và ước chừng khoảng hơn 30 phút nữa thì sẽ có một chiếc xe đến đón Phong đến tỉnh Hà Bắc, cách thủ đô Bắc Kinh tầm khoảng 4 giờ di chuyển xe ô tô. Ở Trung Quốc thì các cái lối đi đường ở đây thì rất là hiện đại, chạy bằng cao tốc, cho nên là cái đoạn đường mà dài khoảng gần 600 cây số thì Phong sẽ mất khoảng chỉ có 4 giờ đồng hồ thôi à. Ngang ngửa với từ Sài Gòn đi Nha Trang vậy đó. Và đặc biệt thì ở Trung Quốc thì mọi người sẽ rất là khó khăn cho cái việc sử dụng phương tiện di chuyển công cộng, tại vì phần lớn mọi người đang sử dụng ví điện tử như cách mà chúng ta thường sử dụng các ví điện tử trên các cái ứng dụng như là VNPay hoặc là WeChat á. Xin lỗi là Momo á. Thì bữa nay thì phần lớn mọi người hay sử dụng các cái ví điện tử như là WeChat hoặc là Alipay. Bây giờ thì mình sẽ điện thoại hỏi thăm cái tình hình sức khỏe của cái bạn nữ mà ngày mai, có thể là ngày mai hoặc là chiều nay mình đón luôn nha. Thì nãy trên máy bay thì bạn có nhắn tin cho mình á, thì cái tâm trạng rất là lo lắng. Bây giờ thì mình sẽ gọi hỏi thăm thử tình hình như thế nào nha mọi người. Bây giờ thì cũng vẫn chưa gọi được, hai cuộc gọi rồi. Không biết làm sao nhưng mà bạn ấy trước khi mà mình đi sang đây thì tâm trạng lo lắng từ chiều hôm qua còn thông báo cho mình một cái việc đó là vô cùng quan trọng, đó là cái người mà đang giam giữ họ đang lục tung cả cái căn phòng ra để tìm cái passport. Ơi, anh gọi lại bằng WeChat nha, bên này mạng hơi yếu. Em nghe mạng yếu, để em chắc em gọi lại. Mạng bên đây thì sử dụng Zalo nó bị chặn á, cho nên là rất là yếu. Mình phải sử dụng một cái ứng dụng đó là WeChat, giống như là Zalo Việt Nam vậy đó. Bốn giờ mười phút à? Em nghe. Anh vừa mới xong hết các cái thủ tục giấy tờ rồi, anh đang chờ bạn của anh tới sân bay đón anh đi xuống dưới tỉnh Hà Bắc chỗ em á. Dạ. Em sao rồi? Thì em cũng nằm ở đây chờ đợi anh. Hồi nãy em nhắn tin cái gì á, anh đọc không hiểu. À, là tại vì nó đi rồi, nó không có ở đây, em ở đây có một mình à. Mà em không biết chừng nào nó quay về. Cái người trong nhà hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ anh hỏi thiệt nha, nếu như mà anh có mặt ở trước chỗ nhà em á, thì em lén em đi ra được không? Dạ được, em tìm mọi cách, tại vì em sợ lắm. Đủ cách để em thoát. Anh thí dụ nha. Vì hiện giờ từ sân bay á, mà anh về tới chỗ em á, nó rất là xa, cực kỳ xa luôn. Dạ đúng. Nếu như tối đêm nay mà anh không thể di chuyển thuê xe đi được á, tại vì tài xế họ sẽ đi xa, họ rất là ngại đi qua đêm. Mà anh cũng chưa có quen bên Trung Quốc nữa. Nếu tệ lắm á, thì khoảng sáng mai anh có mặt chỗ em, thì em cố gắng được một đêm nữa được không? Dạ được. Anh nghĩ đi, em chịu đựng tới mấy tháng trời rồi. Có nghĩa là anh sẽ cố gắng sớm thì có thể là tối nay khoảng 8 hoặc là 9 giờ đêm, còn không thì tốt nhất vẫn có thể là sáng mai thì anh rước em xong anh đi chở em tới đồn cảnh sát để làm các cái thủ tục giấy tờ cho em về Việt Nam thôi nha. Tệ lắm thì trưa mai khoảng 12 giờ, khi nào mà anh tới trước nhà em, mà nếu mà trong nhà có người ta cảnh giới kỹ thì em đừng có ra. Khi nào thấy an toàn nhất, không có ai lơ là, em nói em ra em viết sân hay em làm gì đó, em xin người ta ra đổ rác gì đó, thì em sẽ chụp cái chiếc xe, em chỉ leo lên xe thôi. Ok không? Dạ. Nhưng nhớ... Ủa gì là... Em nói đi. Xe lại cứng. Thôi chứ anh không có lại đây với em mà. Có, anh ngồi trong xe, anh sẽ ngồi trong xe, nhưng mà anh là người Việt Nam, anh không dám xuống xe vì họ thấy mặt người Việt Nam họ sợ rằng là lãng vãng đó thì... Dạ đúng rồi. Em hiểu không? Dạ. Dạ đúng rồi. Vậy thì bây giờ như thế này, giữ bình tĩnh, cố gắng giấu kỹ giấy tờ, giấu chỗ nào ngày mai rút ra lấy được đi liền nha. Dạ. Quần áo thì bỏ lại hết, không lấy gì hết, chỉ lấy giấy tờ giùm anh thôi. Dạ đúng rồi. Nha. Dạ. Ok, vậy yên tâm nha, anh tới Trung Bắc Kinh rồi, cách em khoảng 600 cây số à. Dạ. Nha. Dạ.
Như thế này nè mọi người, bạn nữ này á, họ khi mà họ đi ra khỏi nhà á, thì họ sẽ nhốt trong căn phòng riêng biệt, và khi về thì họ mới mở cửa. Và đặc biệt thì trong cái những cái ngày mùng 1 Tết vừa rồi á, thì bạn Ý, bạn có điện thoại cho mình, bạn nói là bị bỏ đói mấy ngày trời vì ở phía nhà người ta họ đi chơi Tết, cho nên là rất là đói. May mắn thay thì trong người có một ít tiền và cũng đã được gửi cho những cái người xung quanh đó mua một ít thực phẩm họ mang tới để cầm cự qua những cái ngày tháng mà không có thức ăn. Thì bây giờ thì mình đang đợi cái người bạn của mình di chuyển đến để đưa mình đến cái tỉnh Hà Bắc. Ở Trung Quốc thì mọi người rộng lắm, từ đây mà đi sang cái tỉnh nọ thì có khi là đi từ Sài Gòn đi Hà Nội vậy, và thậm chí là mất mấy ngày trời đi từ Bắc, từ cái điểm cực Bắc của Trung Quốc đến điểm cực Nam. Thì bây giờ thì mình sẽ cập nhật tiếp tục cái hành trình nha. Mình vừa mới rời khỏi sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, và đây là cổng kiểm soát nè. Ngay tại Trung Quốc thì mọi người sẽ bắt gặp rất là nhiều camera an ninh như vậy. Đây là những camera giám sát công dân Trung Quốc. Vì vậy thì với những ai mà vi phạm hoặc là có dấu hiệu tội phạm thì sẽ được kiểm soát và phát hiện rất sớm. Đi đâu cũng gặp những cái camera như vậy. Và đến cái nơi mà bạn Ý đang sinh sống thì mình phải di chuyển ít nhất là khoảng 6 giờ đồng hồ đi ô tô. Bây giờ là 4 giờ chiều cho nên chắc có lẽ mình sẽ dừng ở một cái thị trấn khác cách bạn Ý khoảng 3 giờ đồng hồ. Có nghĩa là mình sẽ di chuyển khoảng 50% lộ trình vì đường rất là xa. Hơn nữa thì ngay tại Bắc Kinh đó, vào giờ cao điểm buổi chiều sẽ rất là kẹt xe. Và đây là cái hình ảnh mà buổi chiều ngay tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, nơi mà có dân số rất là đông. Chỉ tính riêng dân số ngay tại thủ đô Bắc Kinh thì hơn 25 triệu dân, tức là gấp đôi dân số ở thành phố Hồ Chí Minh. Và hơn nữa thì ở đây mật độ dân số rất là dày đặc, và thành phố lúc nào cũng trong không khí ô nhiễm hết vì tốc độ phát triển ở đây cực thịnh. Để từ thủ đô di chuyển xuống tỉnh Hà Bắc thì mình phải nhờ một cái cô dâu người Việt ở cứ trong Trung Quốc hỗ trợ giùm. Và đây là cái đoạn đường mà mình di chuyển sâu hơn 3 giờ đồng hồ. Lúc này thì trời cũng đã tối rồi, thời tiết cũng đã tiền cận về nhiệt độ gần 0 độ C. Ngày mai á, khoảng mấy giờ là em thấy ổn nhất? Dạ em thấy sáng, tại vì nếu mà đêm nay là nó không về là cỡ trưa trưa ngày mai nó có thể về. Anh là sáng. Anh thí dụ nha, ngày mai khoảng sau 3 giờ, 3 giờ được không? 3 giờ thì em lơ làm canh khoảng khách lơ làm một xíu được. Nếu mà không có nó thì mình càng mừng, mà có nó thì chắc cũng phải để coi, để có gì em cho anh báo cho anh hay. Vì em biết không, xe ở xa, xe đến trước em rất là xa. Dạ. Em biết Trung Quốc nó rộng cỡ nào rồi. Hôm nay anh từ Bắc Kinh không thể nào chạy xuống em nổi. Anh chưa ăn tối nè, bây giờ là chưa ăn gì được luôn nè. Ha. Anh vừa đang thiếu ngủ đêm qua giờ không ngủ được rồi mà. Dạ, em thì cũng thiếu nào ngủ, thiếu ăn trầm trọng lắm. Hồi đêm hôm em nghe anh nói em rất là mừng, em không dám chợp mắt, với lại nó mới lục giấy tờ của em sợ lắm, em không dám ngủ luôn. Thôi mấy cái chuyện đó thì nó không giải quyết được cái vấn đề bây giờ đâu. Bây giờ như nè, anh nói với em rõ là Trung Quốc nó rộng, từ ở Bắc Kinh mà xuống với em trưa tối đi nổi, không thể nào trong đêm em đi được luôn. Cho nên á, anh phải thuê một khách sạn, anh đã vô khách sạn anh nghỉ ngơi tạm một đêm rồi. Và sáng mai anh sẽ di chuyển xuống cái đó, thuê một khách sạn khác gần chỗ em để chờ cái xe đến trước anh và qua trước em. Dạ, dạ, em hiểu. Và xe đó thì, xe đó ở xa lắm, họ tới họ rất là xa, và người Trung Quốc anh đâu biết tiếng Trung, cho nên nói chuyện rất là khó. Dạ, dạ. Cho nên bây giờ như thế này nè, anh dự tính khoảng từ trong khung 3 giờ tới 4 giờ. Dạ, dạ. Thì giờ thì anh cứ tính theo giờ của anh đi, thì có gì em báo tình hình cho anh nha, hay chứ bà giờ nha. Em ok được. Ok để có gì báo lại với họ. Dạ dạ, cái em không biết được nó về lúc nào, em không biết nữa. Sau một đêm thì bây giờ tụi mình bắt đầu cái hành trình từ một cái thị trấn khác để đến với thành phố Hàng Đan thuộc tỉnh Hà Bắc, cách đây khoảng 3 giờ đồng hồ di chuyển xe ô tô. Mọi người hình dung là bên Trung Quốc á, vận tốc các cái đường cao tốc đạt từ 120 cho đến 180 km/h. Nhưng mà cái việc di chuyển á, nó tốn rất nhiều thời gian vì Trung Quốc khá là rộng. Và sáng nay thì cái bạn nữ mà tụi mình đưa đi á,
thì đang trong tâm trạng hoang mang, cho nên là mình sẽ điện trấn an thêm một lần nữa. Cái những cái người giam như là chồng, cha hoặc người thân trong gia đình thì hiện giờ không có ở nhà, cho nên là cũng rất là thoải mái. Bây giờ thì mình gọi hỏi thăm thử sao nha. Ừ, bây giờ anh đang di chuyển xuống chỗ em, tầm khoảng 2 giờ thì anh có mặt ở cái thành phố của em ha. Rồi khoảng 2 rưỡi hoặc 3 giờ gì đó thì anh có mặt gần chỗ em. Được không? Chứ bây giờ bây giờ em nói em chạy ra đâu đó thì em trốn thì nó không biết ở đâu, rồi không có mạng, rồi mọi thứ nó hoang mang lắm. Đúng rồi, nói nào ngay chị cũng gắng để chị nói là để chị đi ra cửa hàng điện thoại á, chị giúp em là chị nạp tiền vô để cho em có mạng để liên hệ với anh. Ừ, cố gắng nạp, anh nhờ chị đó nạp giùm tiền điện thoại để giữ liên lạc với anh. Cái quan trọng nhất là chiều đây á, khoảng 2 giờ rưỡi á, anh sẽ chụp chiếc xe ô tô anh đậu đâu đó xa xa, không dám gần trước nhà em đâu. Em quan trọng là chỉ có một mình em là tự giải quyết em thôi, em làm sao em đánh lạc hướng để em đi ra. Em hiểu rồi nha. Bây giờ anh đi xuống rất là xa, hôm qua giờ đi cũng đến mất có nửa đường mà đói rung đi không nổi nữa rồi, bây giờ phải nghỉ ngơi một đêm, bây giờ mới di chuyển xuống đây. Dạ anh gán ăn gì vô nha anh, để có sức khỏe hai anh em cùng về. Ừ, vậy thì có gì em yên tâm, anh sẽ ngồi trên xe chờ em chứ anh không có bỏ rơi đâu nha. Dạ dạ. Bây giờ xe mình đang di chuyển xuống, và bạn này thì sáng nay bạn có gọi điện thoại cho mình thì khá là hoang mang khi mà cái việc đó là người chồng và một vài người thân trong nhà đã trở về nhà sau một đêm đi đâu rồi. Sở dĩ mọi người sẽ thắc mắc là tại sao mà bạn nữ này có thể năng gọi điện thoại được nè, có thể đi ra ngoài bình thường. Hiện giờ thì mọi sinh hoạt cũng đã rất là dễ dàng rồi. Trước kia thì bạn này có ý định bỏ trốn, cho nên là mọi người đã nhốt lại trong căn phòng và bỏ đói để dằn mặt. Và sau khi mà mình khuyên nhủ là nên nghe lời, chấp nhận để thuận lợi cho cái việc làm thủ tục về nước, thì bạn này mới nghe, và chủ nhà, những cái người thân trong gia đình người Trung Quốc á, họ cũng dễ dàng hơn, họ cũng tin cậy hơn. Và bây giờ thì mình sẽ cố gắng di chuyển thêm vài giờ đồng hồ nữa nha mọi người, sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người cùng. Hành trình tiếp theo mình phải thuê một chiếc xe thứ hai, di chuyển từ cái nơi ở, một cái thị trấn, đến cái nơi của Ý đang sinh sống, mất khoảng ít nhất là từ 3 cho đến 5 giờ tùy tình hình giao thông, và do một nữ tài xế lái xe ở Trung Quốc đang điều khiển. Và bên Trung Quốc thì phần lớn các cái phương tiện di chuyển hiện giờ đang chuyển hóa từ động cơ diesel hoặc là động cơ đốt xăng chuyển sang động cơ điện, cho nên mọi người sẽ thấy rất là nhiều phương tiện với những cái nhãn hiệu vô cùng lạ. Chẳng hạn như là đây là một cái thương hiệu xe điện rất nổi tiếng ở Trung Quốc, có tên là Aeon. Mọi người thấy trên thiết bị, từ vô lăng cho đến màn hình giải trí và tất cả thiết bị trên này đều tự động hóa hết. Và tất nhiên tụi mình di chuyển sẽ gặp được rất là nhiều cái chốt kiểm tra. Hiện tại thì Trung Quốc đang siết chặt về vấn đề an ninh di chuyển giữa các cái tỉnh thành với nhau, vì đang tổ chức một kỳ đại hội vô cùng quan trọng liên quan đến chính phủ Trung Quốc. Vì vậy tụi mình phải chấp nhận là di chuyển sang những cái chốt như vậy, trình các cái giấy tờ cá nhân. Cho nên rất là lo lắng cái việc mà bạn Ý khi mà lên xe tụi mình di chuyển thì rất là dễ bị cảnh sát bắt giữ. Vì vậy sẽ có một cái phương án khác, bạn có thể đi những con đường mòn đến cái địa điểm nơi cơ quan chức năng làm giấy tờ để bạn trở về nước. Vì đôi khi cái việc mà di chuyển trên đường như vậy á, tình ngay nhưng mà lý gian, khi mà một cái ý định tốt đó là đưa bạn ấy đến cơ quan chức năng để làm giấy tờ, nhưng mà xui rủi thì bị những cái chốt như vậy á, họ kiểm tra và họ cho rằng là mình định cư bất hợp pháp tại đất nước Trung Quốc, cho nên sẽ bị bắt giam ít nhất là 3 tháng, nhẹ nhất là 3 tháng, có khi là giam giữ 1 năm trời. Thời tiết lúc này ở Trung Quốc đang tiền cận gần 0 độ C, cho nên là vô cùng lạnh. Trong khi đó thì quãng đường của tụi mình di chuyển vẫn còn rất là xa, ít nhất còn khoảng hơn 2 tiếng mấy hoặc 3 tiếng đồng hồ mới tới. Còn đây cho mọi người xem khung cảnh ở vùng nông thôn Trung Quốc, rất là nhiều cánh đồng bạt ngàn, và người nông dân Trung Quốc cũng giống như người nông dân Việt Nam vẫn vác cây cày ra đồng. Và những cái làng quê thì những căn nhà đơn sơ như vậy. Câu chuyện mà cưới chồng Trung Quốc sẽ có hai mặt vấn đề, có những người tìm kiếm được sự hạnh phúc thật sự, nhưng mà cũng có những người có những câu chuyện vô cùng bi kịch. Hiện tại thì anh cách chỗ em khoảng
10 cây số thôi. Khoảng 19 phút nữa thì anh có mặt. Nên là em canh thử người nhà. Chừng nào anh vừa tới thì em giả bộ em đi ra ngồi em lấy đồ hoặc em bỏ rác gì đó. Tuyết rơi, sông đóng băng. Và chỉ còn khoảng vài phút nữa thôi, mình sẽ được gặp bạn Ý. Và mọi người cũng đang rất là hồi hộp. Cách khoảng 2,7 cây số nữa theo địa điểm nơi ở của Ý nè mọi người. Ngoài trời thì trời rất lạnh, thậm chí là tuyết đang rơi. Mọi người đang vô cùng lo lắng. Và mình chỉ biết ở ngồi phía sau cầu nguyện. Thực sự thì ở bên Trung Quốc á, khi mà đến những cái vùng nông thôn như vậy mới cảm nhận được cái nỗi khổ và khó khăn của những cái làng quê Trung Quốc như thế nào. Chẳng khác gì nông dân ở Việt Nam vậy. Và thực sự thì khi mà cưới chồng Trung Quốc sẽ có hai mặt vấn đề. Có những người khi mà may mắn đến với những cái gia đình mà khá giả thì hoặc là người chồng biết yêu thương á, thì sẽ thực sự tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng đâu đó cũng có những cô dâu kém may mắn tìm kiếm những gia đình mà ở đó nước mắt và đau khổ, thậm chí là sự khác biệt về ngôn ngữ văn hóa rất nhiều. Còn khoảng 350 mét nữa thì đến cái địa điểm á. Mà càng đi vô sâu thì cái đường ở đây nó càng nhỏ và giống như nông thôn ở Việt Nam vậy. Mình thấy là những căn nhà ở đây á là những căn nhà cấp 4. Mọi thứ như ở làng quê ở Việt Nam. Hai khúc cua nữa là tới 450 mét. Mình sẽ đậu ở đâu đó gần cái bãi rác á, gần một cái chỗ cất giữ rác. Đây là cái nơi ở của cái cô gái mà mình đang tìm cách đưa về. Mọi người thấy đây là một khu chung cư. Bình tĩnh chưa? Xin nói nhưng mà return lại khách sạn đi. Sao? Tâm trạng em sao? Dạ em vui lắm, em không chịu. Cách đây khoảng 30 giây là hình như là chồng em là cái người đi xe điện màu trắng đi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao mây gì vậy? Dạ. Chồng có nói gì không? Dạ không. Thôi bình tĩnh xíu đi, từ từ. Em biết nó không có gì. Cô gái này đã ôm chầm mình khóc nức nở như một đứa trẻ suốt 10 phút. Và sau đó thì mình đã để cho Ý thỏa cái cảm xúc vui mừng khi mà gặp lại cái người Việt Nam. Và có hy vọng là thoát khỏi cái nơi ở đó. Và mời mọi người tiếp tục theo dõi cái video tiếp theo để cùng lắng nghe lời tâm sự của Ý, cái hành trình vì sao sang Trung Quốc và cuộc sống suốt 4 tháng trời tại xứ người như thế nào nha, để có mọi người có những góc nhìn toàn cảnh hơn. Mời cả nhà cùng theo dõi video ngày mai. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.